sách biên khảo Thành ngữ điển tích Tác giả Duyên Hương Người đọc Trân Châu Đoạn 1 Quyển sách biên khảo thành ngữ điển tích được xuất bản từ năm 1949 của bác sĩ và nhà văn Duyên Hương tên thật là Trần Ngọc Ẩn sách giải thích rất chi tiết về các điển tích, nhân vật, địa danh trong lịch sử thơ văn cổ ở Việt Nam và Trung Quốc với nhiều bài thơ có giá trị độc đáo trong thời gian cổ. Từ đó đến nay, cũng có nhiều sách biên khảo viết về thành ngữ liễn tích, nhưng hầu như chưa có quyển nào phong phú và thú vị như quyển này. Khi còn nhỏ, nhiều lần mình đã nghe bà ngoại đọc thuộc lòng nhiều bài thơ rất lạ, không tìm thấy trong bất cứ quyển sách nào khác như bài Tô Gió Biệt Hồ Phụ, Thúy Kiều Phú. Sau này khi đọc được thành ngữ điển tích, mình mới biết những bài thơ đó nằm trong bộ này bà ngoại mình vốn chỉ là một người nội trợ bình thường, nhưng có thể đọc hiểu thuộc lòng nhiều bài thơ trong quyển thành ngữ điển tích như thế, chứng tỏ sách rất hấp dẫn, dễ nhớ, dễ thuộc đối với nhiều tầng lớp nhân dân. Sau này, sách đã được tái bản, đưa các tác phẩm thơ văn độc đáo này đến với độc giả, nhằm phục vụ các bạn học sinh, sinh viên tìm hiểu điển tích thơ văn cổ. Tủ sách nói và nghe sẽ giới thiệu sách biên khảo thành ngữ điển tích của tác giả Diên Hương. Đặc biệt, ngoài những bài thơ tuyệt tác, trong sách còn nhắc đến hai bài ca tài tử nói về tích nhân vật bá Lý Hề thời tần mà tủ sách nói và nghe đã mời các nghệ sĩ Đại Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thu lại để giới thiệu với thính giả. Vì sách thành ngữ điển tích có cách trình bày gần như một quyển tự điển, nên sẽ có những đoạn kể chuyện dài, nhưng cũng có đoạn rất ngắn, chỉ giải thích bằng một vài từ thôi. Chúng tôi sẽ cố gắng đọc rõ ràng, rành mạch cho các bạn dễ theo dõi Trân trọng mời các bạn theo dõi sách biên khảo thành ngữ điển tích của tác giả Duyên Hương. Các điển tích bắt đầu bằng chữ A. A Hương Theo truyền thần thoại là tên thần nữ đẩy xe sóng. Chuyện kể có người nghĩa hương họ châu đêm đi lỡ đường Thay có một cái nhà giữa đường đến xin ngủ nhờ một đêm. Chủ nhà là một cô thiếu nữ liền cho. Nghĩa Hưng đi đường mệt, leo lên sập thì ngủ rồi. Lối nửa canh một, anh ta nghe có tiếng người. Dược mình thức dậy thì nghe gọi, A à Hương, lệnh tội đẩy xe xong. Chừng đó, Nghĩa Hưng thấy có cô chủ nhà đẩy cửa ra đi, rồi sau một chập có sấm sét giang trời. A Phòng là địa danh tên một hòn núi tỉnh Thiểm Tây bên Trung Hoa mà cũng là tên một cái cung của Tần Thủy Hoàng kiến trúc vào năm thứ 36 đời Tần tức năm 212 trước công nguyên do 70.000 thợ xây nên dựng xong thì hai năm sau Tần Thủy Hoàng băng theo bài A Phòng Cung một bài phú của Đỗ Mục thì cung A Phòng dài hơn trăm bộ, bề rộng năm mươi trượng, cao lớn đồ sổ che tới bóng mặt trời. Lâu đài cung điện liên tiếp nhau, năm bộ một cây lầu, mười bộ một cái cát, có thể dung được vạn người. Quanh co theo thế núi bờn sông mà xây dựng, có cầu dài bắt trên hai con sông phần và dị. Vì những con đường gác trên không gọi là phúc đạo, cầu như rồng nằm trên mặt nước, đường như móng mọc ngang lưng trời. Hạng giỏ đốt vào năm 206 trước công nguyên, ngọn lửa cháy bà thang chưa tắt. A à ý khúc tùng Nghĩa là nói bở theo người. Ác giả, ác đáo. Nghĩa là làm ác thì có ác trả nguyệt đảm phong nghĩa là cầm trắng gánh gió nói rộng ra tức là tánh ưa hoa nguyệt ác tà nghĩa là con ác lặng tức trời xế chiều theo câu thơ trải bao thỏ lặng ác tà trong truyện kiều của nguyễn du ác vàng chữ hán là kim ô con quả vàng chỉ mặt trời theo truyện kiều của nguyễn du có câu lần bao thỏ bạc ác vàng ai ai phủ mẫu sanh ngã cù lao tức thương thương cha mẹ sanh ta khó nhọc theo câu ca dao thương thai cúc dục cù lao ba năm nhũ bộ biết bao nhiêu tình. Ai ốc cặp ô, tức nóc nhà thương chiếm quả, liễn quả sợ hư nóc nhà. An bần lạc đạo, tức là chịu nghèo khổ mà vui với lẽ trời. An cư lạc nghiệp, tức đời thái bình ai ai cũng yên chỗ ở, ai ai cũng vui với nghề nghiệp mình. An Dương Vương, theo lịch sử, vua xứ Âu Lạc, tức là Việt Nam ta hiện thời, đóng đô ở Phong Khê, nay thuộc huyện Đông Thanh, tỉnh Phúc Yên, năm Bính Ngọ, tức năm 255 trước công nguyên, xây thành cao xoay khu ốc từ ngoài vô trong đặt tên là lo thành để ngăn giặc đài dâu thích hải còn năm quý tỵ từ năm 208 trước công nguyên bị triệu đà đánh lấy nước hiện nay trên núi mộ xã cao ái huyện đông thành tỉnh nghệ an còn đền thờ an dương vương an nam đô hộ phủ theo sử năm tân tỵ tức năm 621 trăm vua cao tổ nhà đường. Ở Trung Hoa, sai người, khâu hòa, làm đại tổng quản sang cai trị Giao Châu là nước ta ngày nay. Đến năm Kỷ Mão, tức năm 679, vua cao tôn nhà đường chia đất Giao Châu ra làm 12 châu, 59 huyện và đặt tên là An Nam Đô Hộ Phủ, theo Việt Nam Sử Lược của Trần Trọng Kim. Đường Cao Tổ năm Giỏ Đức thứ năm tức năm 622 đổi Giao Châu thành An Nam Đô Hộ Phủ rồi đường Túc Tôn năm Chi Đức thứ ba tức năm 758 đổi tên lại là Trấn Nam tới đường Đại Tôn năm Đại Lịch thứ ba tức năm 768 đổi nữa là An Nam theo Nguyễn Văn Tố tạp chí Tri Tân An Nam Quốc theo sử Cao Tông nhà Tống bên Trung Hoa thấy du Anh Tông nhà Lý. Vào năm 1138 đến năm 1176, nối ngôi 40 năm nên hậu lễ phong cho làm An Nam Quốc Dương, nước ta gọi là nước kể từ đây, chứ trước kia chỉ là một quận của Trung Hoa. An Nam tứ khí theo sử bốn cái công trình lớn của nước ta tượng Quỳnh Lâm, Giạc Phổ Minh, Chuông Quy Điền, Tháp Báo Thiên. Tháp Báo Thiên kêu là Đại Thắng Tư Thiên ở Chùa Báo Thiên dựng từ đời vua Lý Thánh Tôn, xây 12 tầng, trong có tam pho tượng Kim Cang, chia đứng giữ bốn cửa, có tượng Tiên Thánh, Chúa Nùng, lại có giường ghế chén bát toàn bằng đá, sau có giặc phải phá để lấy đá làm kế giữ thành. Bây giờ hãy còn. Theo câu thơ, lý thị nền xưa dần có tốt, thái bình hiểu cũ, đóng sành quan An phận thủ kỹ, tức chịu an phận để giữ lấy khí tiết của mình. Án tử Xuân Thu, sách ghi chép công việc và lời nói của án tử, tức án anh án mây chữ hán là phiến dân chòm mây theo tích địch nhân kiệt lúc bấy giờ làm quan ở tỉnh chân ngó về đám mây ở thái hàng than rằng dưới án mây đó là chỗ cha mẹ ta ở anh hào anh là đẹp nhất hào là trỗi nhất anh hùng hào kiệt theo truyện kiều của nguyễn du có câu đường đường một đứng anh hào anh hùng có bốn bậc anh tức trí quá muôn người tuấn tức trí quá ngàn người hào trí quá trăm người kiệt trí quá mười người theo ca dao ở đời muôn sự của chung hơn nhau một tiên anh hùng mà thôi anh hùng mạc lộ tức người anh hùng đến lúc cùng đồ anh hùng tạo thời thế người anh hùng gây nên một thời thế chỉ không đợi thời cuộc xảy ra ao ngọc tức là diêu trì ăn bắt nằm nam có một người con gái kia hai nhà đi giảm hỏi cha mẹ hỏi y thì nàng nói đông gia thực phản Tây Gia Miên Nghĩa là ăn nhà bên Đông Ngủ nhà bên Tây Muốn được bài này mà không mất bài nọ Âm dương cách biệt Người chết ở âm phủ Người sống ở dương gian xa cách nhau Tức là không còn gặp gỡ nhau nữa Ẩm đạm chỉ khác Tức uống rượu độc cho đỡ khác những chuyện vui trong một lúc mà có hại về sao? Ẩm thủy tư nguyên, tức uống nước nhớ nguồn. Giải nghĩa ra là hưởng phước nhớ tới cha mẹ tạo phước cho mình. Ẩm tiểu, tức uống rượu để đưa bạn lên đường. Ẩm trác, tức bữa uống bữa ăn. Có câu nhất ẩm nhất trác, sự dai tiền đỉnh. Nghĩa là một cái uống một cái ăn đều là việc đã định trước Giải nghĩa rộng Người có số mạng nên hư đều đã định trước Ấm lạnh ngọt bùi Chữ Hán là ôm lạnh cam chi Tức lo cho cha mẹ đừng lạnh Cho cha mẹ ăn ngọt bùi Âm ba tức ơn sống Nghĩa là ơn vua ẩn ác dương thiện nghĩa là giấu cái ác của mình chỉ bày cái lành của mình ra mà thôi có người lại dịch giấu cái ác của người chỉ bày cái lành của người ra mà thôi ấp cây chờ thỏ đời tống có người cài ruộng đêm kia thấy một con thỏ chạy đụng đầu vô gốc cây mà chết từ đó anh ta bỏ nghề cài bừa, cứ ngồi dưới gốc cây chờ thó chảy ra, đập đầu vô cây mà bắt. Đáng chê, những người giả dỗ thay chuyện gì tốt xảy ra một lần, tưởng sau này sẽ có như vậy hoài. Theo câu thơ, trần trần một phận ấp cây đã liều. Âu, tức con dịch trời. Theo chuyện qua tiên có câu, cuối ngành nổi Âu âu giả tử là người nước ngô cùng can tương học một thầy rèn gươm bén lắm âu lạc tên nước việt nam thời thuộc an dương vương âu lộ dông cơ tức ở ẩn làm bạn với âu cò không muốn lo việc đời điển tích bắt đầu bằng chữ B. ba Một trăng, một bóng, một người, quá ba. Theo câu thơ của Lý Bạch, tai nâng chiến rượu mời trăng lại trông thấy bóng mình. Ba chìm, ba nổi, sáo linh đinh, chuyện cực khổ của người đời biết mấy lần chìm nổi, không khác nào phận đậu nếp để làm tương móc giặt ba ngày đấu liền rang chinh tương hai hai muối ngọt như đường nghĩa là cách làm tương ở quảng bình để cơm nếp đông mốc. ủ rải ba ngày rồi rang đậu bỏ vô ngâm nó ba lần chìm ba lần nổi rồi cứ chín phần tương hai phần muối thì tương nó ngọt ba điều để làm bá chứ tham tham thì hay mất chưa dẫn dẫn thì hay khó. Chưa gấp, gấp thì hay sót. Ba thước đất Tiếng Hán là tam xích thổ, tức người chết rồi thì chôn dưới ba thước đất. Thước của ta xưa lối bốn tấc tay bây giờ. Ba xuân Chữ Hán là dục tương thảo tâm, báo đáp tam xuân quy theo thơ của mạnh chao ý nói muốn đem tất lòng cỏ để đền đã khí sáng của ba tháng xuân có khi tốt mùa xuân mới có cỏ cây theo kiều của nguyễn chu có cha mẹ mới có con hột mưa sang nghỉ phẫn mèo liều đem tất cỏ báo đền ba xuân bà bảy khánh là một nhân vật Bà là vợ của ông học lạc, cũng hay chữ, cũng làm thơ. Chừng ông mất, bà có làm bài. truyền lỡ dời Đùng đùng sông dỗ, kêu nương hơi Chiếc ba linh đinh mới lỡ dời Lỗ số qua trôi khoan lãi thúc Lao sao găm dẻ, nhặt rồi lơi mảnh buồn lững đững trôi trong nước Bách nguyệt chơi vơi đứng giữa trời. Chèo hạnh xoa le, ngơi mai nhịp. Thuyền tình thông thả để buông khơi. Bà bản nhãn là vợ của một người Quảng Nam. Có ở tài, ông bản nhãn phan quỳ ngâm dĩnh thơ, dĩnh cửa hàng. Rần rần ngửa lại dây xe qua, những đĩa là đây có phải a à? Liếc mắt nhìn xem phong cảnh lạ, ôm lòng chạnh tướng nước non ta. Nỗi niềm tâm sự, ai chờ hỏi, nghĩ cuộc tan thương bực lắm mà. Tưởng lên người xưa thương đất cũ, căm gan riêng giận bấy trời già. Bà Phủ Ba là người nhan sắc, học rộng, thơ hay, dân tài chẳng kém chi bà quyện, bà Hồ. Bà làm lẽ thứ ba của ông Phủ Nguyễn Danh Kế ở làng Khê Thượng, tỉnh Sơn Tây. Lúc chạy giặc lên dân đình, bà có làm bài thơ. Bến đình cảm tác, một chiếc thuyền lang ghe bến đình, nhìn xem phong cảnh lâm chiều xinh dưới sông mang mát con chèo lối trên bên lò nung khói tỏa thành. Trường bà biệt dân đình vì phủ lý, bà có làm bài biệt vân đình. Sông đình di phóng mà không cản, núi đội dầu lái cũng chẳng dời. Cắn kẻ mấy lời xin gửi lại, cho đành lòng kẻ nhổ xào xuôi. Và bài mong mỏi tri âm đêm qua thơ thẩn chung thơ đường mong mỏi ri âm chẳng thay sang sáu khắc mơ màng người háo hổ lâm canh tư tưởng bến đình giang trong trăng bát ngát thương người ngọc thấy nước bâng khuâng nhớ bản vàng hay chữ tương tư khôn xiết kể khối tình chi để một ai mang Ai lên bất bạc nhắn nhe cùng nhân hỏi ai rằng cô nhớ không nửa bước xa xa bằng mây dẫm một ngày đằng đắng di ba đông giọng thơ tri kỷ say mê mệt ngọn lửa tương tư đốt cháy nồng khắc khỏi năm canh lòng luôn những thơ tình mở mở lại phong phong. Bá Cơ, người nước Tống đời chiến quốc, con gái của Lỗ Hầu, vì bổn phận của bà phải ở tại cung, nửa đêm có lửa, bà không bỏ cung, chịu chết thiêu để giữ tròn bổn phận. Bá Di Thúc Tề là hai người con vua nước Cô Trúc, khi võ dương qua phạt trụ thì bá Di Thúc Tề ra cản đầu ngựa, can rằng cha mới chết mà dí động can qua thì lấy chi làm hiếu tôi mà đánh vua thì lấy gì làm trung Võ dương không nghe đánh trụ lên làm vua bá dĩ thúc tề hổ như gió dương không thèm ăn thóc của nhà chu lên ở ẩn trên núi thú dương hái sao di mà nuôi sống đến sau gặp người chê không ăn thóc nhà châu đi ăn sao để sống vậy chứ ngon rau tất đất không phải là của nhà châu là gì bá di thúc tề nghe được bèn nhịn đói mà chết có bà dịnh bá di thúc tề danh chẳng màn bao lời chẳng mê ấy gan hay sắc hỡi di tề gặp xe vô giỏ tay cầm lại thấy thóc nhà châu mặt ngẩn đi cô trúc hồn về sương mịt mịt thu dương đành tác đa tri tri cầu nhân hẳn đẳng nhân mà chứ cũng chẳng hềm ai chẳng quan chi sách tứ thư còn có tích khi đức khổng tử còn ở nước dễ học trò ngài nghi ngài muốn giúp dễ công thầy tử cống học trò của ngài mới xa mắt ngài không hỏi chuyện nước dễ mà lại hỏi bá di thúc tề là người thế nào Ấy là người hiền xưa, tử cống lại hỏi tiếp. Mà lòng hai người ấy có quán giận gì không? Tìm nhân mà đắng nhân thì còn quán gì? Tử cống trở ra nói với các bạn, thầy mình không có ý giúp vệ. Bá Dinh là mẹ của vua sở chiêu dương đời chiến quốc. Ngô hạp lư phạt sở thì bà còn xương xanh, hạp lư cho bòi bà ra hầu. Bà không ra nói Chết thì chịu, chứ khóc chịu nhục. Làm hạp lưu phải phục và phải chịu lỗi với bà. Bá Du, người đời hớn, rất hiếu thảo. Ngày kia có lỗi, mẹ đánh, bá Du dùng khóc lớn. Mẹ hỏi, thường tao đánh mày, mày không khóc, sao bây giờ mày lại khóc? Thưa rằng, trước kia mẹ đánh con đau mà con không khóc là con mừng mẹ còn mạnh. Nay mẹ đánh con không đau mà con khóc làm gì con thấy mẹ đã suy yếu rồi. Đức phu tử có nói, phụ mẫu chi niên bất khả bất tri giả, nhất tất dĩ hỷ, nhất tất dĩ cụ. Nghĩa là cha mẹ đã có tuổi rồi, đạo làm con chẳng nên chẳng biết. Một là mừng khi cha mẹ còn mạnh, hai là sợ khi sức lực cha mẹ đã suy. Bá què là con của bá tiên, ngày kia bá tiên đi khỏi có anh em bạn của bá tiên đến giếng thấy trong nhà không có người lớn mới kêu ba què ra hỏi chẳng hay có ba tiên ở nhà không Ba què làm thinh không đáp mà cũng không làm lễ ra mắt khách mới hỏi ta là hàng chú bác sao người thấy ta không làm lễ mà ta hỏi người cũng không thưa Ba què trả lời lễ có dạy trẻ gặp già thì phải lại nhỏ gặp lớn phải kính xong trước mặt con người mà kêu tên của người chỉ đã đủ lễ rồi, còn làm lễ gì nữa? Bá hộ cũng là phẩm hàm của vua ta xưa kia ban cho nhà giàu. Bá Lý Hề là người nước ngu tự là tỉnh bá, 30 ngoài tuổi mới cưới đổ thị làm vợ, sinh đặng một trai, nhà nghèo mà chưa gặp thời, ở ngu không biết ai mà cậy tiên cử ý muốn châu lưu thiên hạ đặng có tìm chỗ làm quan nhặt thấy vợ con không nơi nương tựa nên còn dùng dằn đỗ thị là một người đàn bà hiền đức thay vậy mới khuyên chồng cứ đi đi chứ bẩn biểu vợ con thì làm sao mà lập công danh cho được rồi bắt gà mà vì nhà nghèo không một con gà chứ không có củi nên phải chẻ canh cửa nấu một bữa cơm đưa chồng lên đường bá lý hề qua tề muốn dò sao mắt tương công mà cũng không có ai tiến dẫn, trong túi lại không có một đồng, nên phải đi xin ăn ở đất chất. Bá Lý Hề lúc ấy đã 40 tuổi, ở đất chất có một người hiền, tên là Kiều Thúc. Coi tướng mạo Bá Lý Hề thì biết người này làm nên, hỏi tên họ rồi mời về nhà kết lập anh em. Kiều Thúc lớn hơn một tuổi nên làm anh, Bá Lý Hề đêm thì ở nhà Kiều Thúc mà ngày thì đi coi trâu mướn cho người, đặng lấy tiền đổ nhất cho Kiều Thúc cũng nghèo, nuôi nhau không nổi. Sao nghe công tử vô Tri triết về tương công lên làm vua? Đăng bản cầu hiền thì muốn ra đầu vô Tri, Kiều Thúc không cho, nói rằng vô Tri không phải phận mà tím lập, thì làm gì mà theo. Sao nghe bên châu có dương tử đội tánh ưa trâu, những kẻ ở nuôi trâu cho tử đồi đều đang hậu thưởng, bá Lý Hệ mới từ giả Kiều Thúc qua châu tìm tử đồi. Chừng anh em tiễn nhau, Kiều Thúc có dặn, hễ là đại trưởng phu không nên nhẽ mình mà đầu người, đầu lỡ mà sao bỏ đi là không trung, còn cứ theo hoài mà sao chịu nản thì là không trí. Bởi vậy, em phải thận trọng lấy mình, anh liệu việc nhà xong rồi cũng sẽ qua châu tìm em sau này kiên thúc có tìm đến dương tử đồi để thăm bá lý hề sau khi đàm đạo với tử Đội, Kiều thúc gọi bá lý hề ra ngoài mà nói rằng tử đồi chí lớn mà tài sơ những kẻ tay chân đều là quân sàm định anh chắc sau này và sẽ hư chi bằng anh em ta đi trước thì hơn bá lý hề nhưng xa nhà đã lâu ý muốn về ngu thăm vợ con Kiều thúc nói ở đất ngu lâu nay anh có một người bạn thiết tên cung chi kỳ em muốn về ngu thì anh cũng đi theo em chưa có bạn chừng bá lý hề về đến ngu ghé nhà thăm vợ thì mới hay đỗ thị vì làm không đủ ăn nên đã trôi nổi xưa nào không ai biết mà chỉ còn kỳ thúc thì giàu ra mắt cung chi kỳ nhưng nói qua chuyện bá lý hề cung chi kỳ mới tiến cử bá lý hề cho ngu công Ngô công cho bá lý hệ làm chức trung đại phu chừng kiên thúc ra về có nói với bá lý Hề: Ngô công thay biết rất hẹp tự dựng một mình cũng không phải là chúa đáng phò nhưng em cùng khốn đã lâu muốn có chỗ nương thân cho qua thì cũng tạm được sau này chừng em có muốn tìm anh thì qua nước tông tại làng minh lộc Bá Lý Hề ở lại đất ngu, sao ngu công chẳng nghe lời can của cung chi kỳ, cho tần hiến công mượn đất, đánh quốc, thắng quốc, rồi trở lại đánh ngu. Ngu thất thế, phải thua mất nước. Bá Lý Hệ tự nói, ta đã chẳng tri, lẽ nào lại quên mà chẳng trung. Bởi vậy chừng tấn bắt ngu công đem về nước, thì bá Lý Hề theo bên xe ngu công, mà hầu hả chẳng rời nửa bước. Chu chi kiều hồi trước làm quan đại phu cho quắc giữ ải đầu cho quắc khi tân qua đánh quắc chu chi kiều mắc mưu bị tân lấy ải sợ về quắc thì mắc tối, bỏ qua đầu tấn nay làm được chiếc đại phu cho tấn thì ba lý hề muốn dụ về đầu tấn như mình ba lý hề khẳng khái trả lời mình không biết giữ mình để nước nghịch thắng mình thì chân mình còn không để bước đến xứ người Huân nói chuyện đầu với theo. Chung Chi Kiều hổ thầm và không ưa bá lý hệ từ đấy. Chừng tấn gã con về tầng, tấn công muốn có một người để đưa dâu, thì chú Chi Kiều đã ghét sẵn bá lý hệ, nói với tấn hầu. Bá lý hệ không muốn đầu tấn, thì để lại trong nước càng sanh hại. Chi bằng thừa dịp này sai gia đi đi cho rảnh. Vì vậy tấn hầu sai bá lý hệ đưa dâu về tầng. Bá Lý Hệ than rằng, ta ôm tài tới thế trong mình mãi, không gặp đặng minh chúa, nay già rồi mà còn làm khách đưa dâu cho người, thì lại còn thêm hổ. Nên giữa đường thừa lúc đêm vắng, lẻn qua nước sở, mới tới Quyển Thành thì bị bọn thở săn bắt, đem về cho chăn trâu, nuôi trâu là nghề của bá Lý Hệ, nên trâu trắng bao lâu đã mọc lại sanh sáng nhiều chuyện thấu tới tài sở dương sở dương cho đòi ba lý hề về bắt chăn ngựa nhà vua ở nam hải còn Tần một công không thấy ba lý hề đưa dầu như trong thờ tân hầu đã nói thì hỏi công tử chấp công tử nói ba lý hề là người hiền biết ngu công chẳng nên can mà không can ấy là trí theo ngu công qua tấn mà không chịu làm tôi nước tấn ấy là trung Bá Lý Hề lấy là người có tài tế thế nữa, dở Bá Lý Hề. Bây giờ nghe như ở sở, chắc Bá Lý Hề qua sở để tìm dở. Vậy chú Công sai người qua sở dò coi. Một công mới sai người qua sở dò la thì mới biết sở Bá Lý Hề chăn ngựa cho sở hầu ở Nam Hải. Một công mới khiêng công Tôn Chi dùng hậu lễ qua rước về. Tôn Chi không cho, nói rằng sở mà bắt Bá Lý Hề chăn ngựa là không biết người nay ta đem trọng lễ mà sước không khác nào nói với sở rằng bá lý hề là người hiền thì khi nào sở lại cho bá lý hề đi chi bằng chuốc gông lấy lẽ bắt tội đưa dâu mà trốn dùng giật món mà chuột thì mới được quả nhiên sước được bá lý hề về tầng chừng bá lý hề về tới tầng một công thấy bá lý hề đầu bạc phao phao chỉ hỏi tuổi bao nhiêu bẩm chúa công mới bảy mươi tuổi già rồi còn chi quả nhân rất tiếc như chúa công khiến kẻ hạ thần đi bắt chim hay giết thú chạy thì kẻ hạ thần già thiệt còn như chúa công khiến kẻ hạ thần ngồi mà lo diệt nước thì kẻ hạ thần biết sư còn trẻ lắm vậy xưa lữ giọng tuổi ta mươi ngồi câu sông dị dân dương rước về làm thượng phu mà giúp nên cơ nghiệp nhà châu sanh với kẻ hạ thần thì cả hạ thần gặp chu công cũng còn sớm hơn 10 năm kia mà. Đây là nói về vợ bá Lý Hề, chồng đi rồi thì ở nhà mai giá đổ nhật, rủi làm ăn không đủ, mới bồng con, tin đi tìm chồng, trôi nổi bình bồng, đến nước tần Mai mướn mà nuôi con, khi bá Lý Hề làm thừa tướng cho nước tần Đỗ thị dò xét kỹ lớn, thừa dịp trong trương phủ, đừng kiếm người mai giá, Mới xin vào ở mai Tới một ngày kia Trong trương phủ có đàn ca Đỗ thị xin với nhà công Theo lên nhà khách đàn ca giúp Chừng ba ly hề Cất tiếng ca Ba ly hề Năm bổ gia dê Như ngày nào Cùng nhau ly biệt Mổ con gà mấy ấp chẻ canh cửa làm cúi Thổi nồi cơm gáo vàng Chứ thương thì thương, ngày nay giàu sang, quên ta hay sao? Ba ly hề, năm bộ da dê, cha ăn thịt ca, con đói khóc dài. Chồng mặc áo gấm, vợ giặt thuê hoài. chớ thương thì thương, ngày nay giàu sang, quên ta hay sao? Ba ly hề, năm bộ da dê, nhớ ngày xưa tiếng chàng xa đi, thiếp nước mắt chứa chan. Tới bây giờ thấy chàng ngồi đó thì đứt ruột đòi cơn. Chứ thương thì thương, ngày nay giàu sang quên tay sao? Bá Lý Hệ nghe ca sửng sốt, cho kêu lại gần mà hỏi quả là vợ mình. Bèn ôm nhau khóc ròng rồi đem vợ con về nuôi, vợ chồng con cùng chung một cửa từ đây. Tình cảnh của bá Lý Hề nghĩ cũng là cam go, Thi sĩ đời nay còn để lại không thiếu chi là thơ phú Ngâm vịnh về bá lý hề Về bài ca thì người ta có đặt ra một bài văn thiên tường Và một bài tướng đại quán Chép ra đây để cho ai là người hoài cổ thì xem